Ừ. Ủa, Dĩ Hồng, đi chơi đó à? Dạ phải. Chuyện gì? Sao bữa nay không có người khách nào vậy? Cũng may là Dĩ Hồng này đứng vững, nếu như không hả, đã sập tiệm lâu rồi. Đúng rồi, bây giờ em là người nổi nhất ở đây đó mà. Nè, lợi cho mình thì chẳng thà lợi cho tất cả. Lát nữa em ráng dỗ ngọt cậu ông vài câu, nếu cần thì em cứ việc bám sát theo sẽ có lợi cho tất cả. Người ta không phải là không thích, nhưng mà chị biết đó, lúc này chỗ này xảy ra nhiều chuyện quá. Nếu như muốn chặt đẹp người ta thì không phải là lúc đâu. Cậu ông đó hả? Vừa mới ở Nam Dương về đây thôi. Khi tài sản của cha hắn lọt vào tay của hắn là lập tức tới đây kiếm em rồi. Tương lai em sáng lạng lắm. Nên suy nghĩ cho cùng, em cũng đã làm ở chỗ này lâu năm rồi. Chỗ này mà không được tốt thì mặt mũi của Dĩ Hồng em cũng đâu có tốt. Gạt gẫm người ta thì mới là mất mặt. Chị đâu cần phải nói những lời lẽ đó cho tôi nghe. Bây giờ chỗ này ai là lớn nhất chị cũng đã hiểu rồi. Thiệt sao? Nhưng mà chị biết là em cũng kêu chị bằng nhất gia. Ồ, cũng chỉ một câu thôi. Nhưng mà nói thiệt nha, nếu chị tử tế với tôi mà tạo cho tôi được vui, tôi làm lợi cho đám chị em cũng không thành vấn đề. Chị là người hiểu biết mà. Tôi khá thì chỗ này cũng khá. Tao ăn ở như vậy còn chưa làm được mày thỏa mãn, vậy mà còn muốn làm nhất gia. Cái tài phát tài đút vô miệng tiền tài của cậu có phải là ngọt lắm hay không? Em không cần phải hầu hạ anh hoài. Bữa nay anh cố tình bao hết cái đoạn hát này cho em thưởng thức đó mà. Thì em cứ thưởng thức đi. Nếu như mà em yên tâm coi hát thì cậu ôm không có được yên tâm đâu. Tại sao lại không yên tâm chứ? Dựa trên địa vị em bây giờ thì Đào Hát có làm sao sánh bằng em được. Cậu nhờ, sao lại lấy em ra so với Đào Hát? Cũng tại em nói trước mà. Ngày giờ này em đó hả, mấy Đào Hát đó làm sao mà sánh bằng được. Nè, mai mốt á hả, anh sẽ gắn điện thoại cho em. Thì em là người đầu tiên có điện thoại của cả đường Tây đây đó. Em sợ không có phước hưởng thôi. Ấy, ai cũng không có quyền hưởng, chỉ có riêng em mới hưởng được cái đó thôi mà. Ông chủ ông à, ở bên xưởng. Bỗng không thấy tôi đang coi hát với cô Dĩ Hồng sao? Bên xưởng có chuyện. Xin lỗi cô đi. Xin lỗi cô. Không có gì. Có chuyện gì? Là như vậy, ông chủ dặn mấy miếng kiến ở trong xưởng phải xài kiến Italy, nhưng mà thầu khoán đã tính hết, nội kiến không á tốn hết cả 700 ngàn. Vậy thì sao? Tính là cái số tiền hao tốn quá. Chuyện của tôi thà là không làm, làm thì phải làm cho thiệt tốt. Nếu không xài tiền và đá qua cương của Italy thì làm sao tỏ ra được tôi để hào qua. Phải vậy thì làm thế của ông chẳng có biết tính toán chút nào. Vậy mà cứ ý là hắn lo cho tôi thiệt uổng công. Bây giờ cậu biết uổng công thì đừng có cằn nhằn nữa. Cậu ông à, cậu muốn làm trại lớn đó hả? Chuyện nhỏ nhặt thôi. Cái thằng bạn của tôi đó, nó thấy tứ đại thiên vương của cô làm khá quá à, nó mới rủ tôi làm với nó, trại vua của muôn vua đó. Vua của muôn vua? Như vậy có phải còn hơn tứ đại thiên vương hay không? Đúng rồi. Nè, ngoại trừ sửa sang ra, còn phải nhờ những cô gái của Dĩ Hồng cô nương giúp vô mới được. Mấy cô đó thì tôi không có rành, không biết đi đâu mà kiếm nè. Em đang ở trước mặt anh mà anh không nghĩ ra chứ? Em? Đúng rồi. Em phải qua giúp cho anh nha. Nếu không có một bà chủ là người của anh thì làm sao coi nổi hết cái đám gái đó chứ. Nhưng mà em là gái nổi của Quang Đăng thì làm sao mà qua giúp được cho anh chứ, đúng không? Chủ của Quang Đăng cũng làm được, không lẽ em không làm được sao? Thiệt hả? Cẩn thận nha. Đã nói là ở chỗ này dơ bẩn lắm, em đừng có tới mà làm em dơ hết rồi đó. Em mới là chú của chỗ này, bây giờ khác với ngày xưa nha, đúng không? Chính là vì vậy cho nên em mới tới đây để tìm hiểu cho nhiều. Chào ông chủ. Anh Thành này là đốc công ở đây. Công chuyện tới đâu rồi hả? Đó qua cường là chút xíu đêm tới thôi. Còn lời kiến của Italy thì sao? Nếu có kịp đầy đủ thì sáng sau này có thể là khai trương được rồi. Tôi thấy rồi, tôi thấy rồi.
Bây giờ đúng là lần đầu tiên mới thấy được đó. Là lần đầu tiên thấy đó nha. Thiệt là hay quá đi. Hay đừng có gì anh má. Hay là cái gì quá. Nè xong rồi nè. Nè ông thợ à, cho ông uống nước đó. Ồ dạ cảm ơn ha. Sao cho nhiều quá vậy ha. Ê vô coi đi, đẹp quá đẹp quá. Ê coi 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 nè. Ê đừng có che. Điện thoại thôi mà, ở trong trường của tôi cũng có. Đi đi Tiểu Ngọc, thiệt là hay quá. Cả cái chỗ này chỉ có phòng của chị mới có điện thoại thôi. Nhất giờ cũng không có. Thiệt sao? Alo. Anh ổn đó hả? Dạ được. Tối nay gặp. Bye bye. Hét gì Hồng à? Bộ thiệt nói chuyện được với người khác hay vậy hả? Bộ mấy người tưởng là tôi nói láo gạt mấy người hay sao? Wow, chị thiệt là hay quá à. Tôi cũng giống như chị có điện thoại. Phải. Phải. Thật ra mấy người cũng có thể giống như tôi vậy. Sao hả? Là thế nào mới có được? Kim Chuẩy, chị Tường, còn nhiều công chuyện chờ mấy người đi làm kìa. Không có, không có. Có mà có mà. Vô đi 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 đi, vô làm việc đi 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 đi, lẹ lên đi đi đi. Nè, làm thế nào mới có được hả? Nói đi, nói lẹ đi. Nói đi, nói mau lên. Tôi nha, sắp sửa làm bà chủ rồi. Chị hả? Chị hay quá. Mày làm gì đó? Nhất Gia, làm gì mà lén lút rình mò vậy hả? Không, tôi nghe mấy chị nói với chị Dĩ Hồng cái gì mà nhảy trào đó. Tại tôi hiếu kỳ dòm vậy thôi. Chị tự nghĩ là xưa nay đâu có bạc đãi với em. Tại sao chuyện nhảy rào lớn lao như vậy mà không nói cho chị biết, còn rủ hết gái của chị đi nữa? Người ở đây sao mà cái lỗ tai dài quá vậy hả? Chỉ động tĩnh một chút xíu thôi à, là cái chỗ này ai ai cũng biết hết. Nè, tại chị khui ra trước đó nha, tôi cũng không ngại nói ra luôn. Chị cũng biết đó, bây giờ hoàn cảnh chỗ này của mình, chính hoàn cảnh mình như vậy, em mới không nên làm nũng với chị. Xưa nay chị coi mấy em như là em ruột của chị, có bao giờ chị bạc đãi mấy em đâu. Nói đi. Nhất Gia, tôi ở chỗ này là thân được tự do, tôi đâu có cần phải bán thân cho chị. Tôi cũng không cần phải nhìn mặt mũi của chị để sống, đâu cần chị phải tử tế. Hay. Nhưng mà vậy, dù sao cũng là chỗ quen biết, thì cũng có một chút tình cảm. Chính vì như vậy, chị cũng nên nghĩ giùm cho tôi. Bây giờ làm ăn ế ẩm quá, bộ chị phải bắt tôi mở giùm cho chị nửa cái này luôn hay sao? Bây giờ mình chỉ bớt có một hai người khách thôi mà. Không phải đâu nghe Nhất Gia. Này Dĩ Hồng, về cái chuyện của mình á, chờ thời gian trôi qua thì khách sẽ quên đi, thì họ sẽ trở lại. Nói thiệt đó nha, những cái trại ở ngoài, trại nào cũng có gái xịn hết. Đây nè, biểu em tới mấy cái trại dớ dẫn á, thì nói là mất thể diện của em. Hơn nữa mấy người khách, bộ em tưởng họ chung thủy với mình lắm sao? Em đi đâu thì họ đi theo đó à? Còn em ở đây thì khác, em ở đây chính là cột trụ mà. Làm chỗ lạ chẳng qua là chỗ quen. Em cứ suy nghĩ kỹ đi. Chị nói thì cũng đúng lắm. Ở ngoài gió lớn mưa lớn, tôi mà qua chỗ khác cũng chưa chắc đứng vững được đâu. Nè, em biết nghĩ như vậy là người thông minh, đâu có cần gì cái chuyện như vậy mà trở mặt chứ. Tới lúc đó hai bên đều mất. Nhất Gia, tôi không cần chị nghĩ giùm cho tương lai của tôi. Con người của tôi không phải là không biết suy nghĩ, nhưng mà tôi nói cho chị biết, lần này tôi ra đi không có nghĩ tới qua trại khác đâu. Tại cái ông đó, ông nói là bỏ vốn ra cho tôi để cùng làm một cái kỷ diện mới. Nói một cách khác, tôi là bà chủ. Đổi giùm lại, nếu như là chị có đi không? Thưa má, má còn chưa được khỏe, sao không nằm nghỉ thêm chút? Càng nghĩ thì càng không được khỏe thêm. Xuống đây ngồi cho nó khỏe hơn. Hán Long à, là tới dạy Lệ Quân đó à? Con thấy là hôm nay là chủ nhật, con hơi rảnh một chút. Ngồi đi. Dạ. Mời má nhâm trà. Cảm ơn. Hey, thật là không ngờ em đem thích ăn xâm nhâm quá hà. Con à, cái gia đình này lớn quá, một mình con lo hết đã mệt lắm rồi. Thôi đừng lo tới chuyện ngoài tiệm nữa. Con chỉ muốn học nghề thôi, đâu có gì mà mệt.
Anh Long thì vừa phải lo chuyện ngoài tiệm, vừa phải dạy cho con. Anh còn cực khổ hơn. Thật ra bác à, không phải đâu. Thật ra con người của Lệ Quân rất là thông minh. Cổ học là biết ngay. Cô nghĩ sau này chắc chắn giúp được cho tiệm mình lắm. Nè, nếu vậy thì anh phải ráng dạy cho cổ nha. Đem những gì mà anh biết dạy cho cổ đi. Dù sao mình cũng là anh em mà. Thưa bà, thưa mợ, cậu Lưu lại tới nữa rồi. Nhị Lưu. Nhị Lưu. Thưa bác, anh Long, chào chị. Đồ này là đồ cho anh Bằng. Cô cầm giùm đi. Cẩn thận nha, khéo bể đó. Cô về nha bác. Nhị Lưu à. Xin phép. Nhị Lưu. Chào. Nhị Lưu à. Nhị Lưu, ở cho chú đi mà. Tại sao không giữ lại uống nước chứ hả? Thấy nó thiệt là tội quá. Con à, hay là con khuyên nói giùm đi. Con có khuyên ảnh rồi, nhưng mà ảnh nói tại ảnh hại chết anh Bằng, ảnh muốn làm điều gì đó để bù đắp lại. Con nói hoài ảnh cũng không nghe. Làm gì vậy chứ? Ảnh làm gì mà hại chết anh chứ? Thiệt là. Hey. Gạo này là do cậu Bằng phát đó. Cảm ơn, cảm ơn. Gạo này do cậu Bằng phát đó. Gạo này do cậu Bằng phát đó nha. Cảm ơn. Gạo này do cậu Bằng phát đó. Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Còn thiếu chút xíu nữa. Cậu cứ tập trung đi, tập trung là được ngay. Không có liền nữa. Liền hoài cũng không được. Đâu phải, cậu liền được tốt lắm mà, tại sao lại bỏ? Vậy còn nói luyện tốt hả? Luyện hết cả ngày trời, chỉ được chung chết chút xíu mà thôi. Tôi nghĩ chắc là cái chai đó nặng quá, đổi lá cây chắc có lẽ được. Mày không cần phải dụ tao nữa. Tao nghĩ chắc là tao không có luyện đâu. Wow, sao cậu không có chút kiên nhẫn vậy? Hồi chiều cậu mới vừa nói là vì Nhị Lưu vì má của cậu phải học hiện thân báo mộng học phép thuật mà. Mới đây cậu nói không luyện rồi. Tao không phải là không muốn luyện, nhưng mà tao mệt quá làm sao mà luyện được chứ. Muốn làm là hai chuyện khác nhau. Tao không muốn chết đâu, nhưng mà sự thật tao đã chết rồi mà. Ê, nhưng mà làm cái gì cũng phải từ từ chứ, có phải hay không nè. Cậu có nghe người ta nói dục tốc bất đạt không? Vậy chẳng thà tao bỏ tiền ra kiếm mấy ma khác giúp tao thì còn hơn. Hồi nãy cậu mới vừa nói phải làm một con ma hữu dụng. Mới đây là quên rồi, cái gì cũng do cậu nói hết. Cậu mới bốc, tôi cũng muốn kiếm cậu nè. Chuyện gì? Tôi biết ở bên Thành Tây mới vừa cất xong ở rạp hát, định qua rủ cậu đi coi. Cậu không có rảnh đâu. Cái gì chứ, bị nào nó luyện không xong rồi mà. Đi qua hang chung đâu có sao. Đường Thập Nhất, vậy mà tôi tưởng cậu biết sửa đổi, ai ngờ đâu có chứng nào thật đó. Dĩ Hồng à, bữa nay có người ta đặt cọc cho em theo họ đó. Chê, bữa nay tôi đâu có nghĩ là phải đi. Không đi. Phải, cậu ông đó có hẹn với tôi rồi. Hay giờ, thì em sẵn qua bển cho hỏi người ta một tiếng. Mấy ông này không biết lòng được đâu. Tôi đâu có nhận tiền đặt cọc. Chỗ này đông người, đại khái kiếm đại người nào cũng được. Đâu phải chỉ có mình tôi. Dĩ Hồng à, tại vì người ta chỉ đích danh là em. Cho dù là em dốc lòng không muốn làm bà chủ, cũng đâu có nên làm mít lòng khách. Biết đâu chừng mai mốt họ cũng là kẻ đưa gạo đưa cơm cho em. Cảm ơn chị dạy ngay nhất giờ. Được, để tôi coi có vui hay không đã. Nè Nhất gia. Nè, nếu như chị Dĩ Hồng không chịu đi, hay là để em đi cho. Thật ra em cũng đâu có tệ, em vừa biết uống rượu vừa biết lễ phép. Có được rồi, được rồi, được rồi. Alo, ông Hùng đó hả? Bị người ta bắt cóc. Xăm 37. Sao chứ? Chủ ngựa mất ngựa chưa phải là quả phước. Vậy nghĩ là sao? Cây xăm này đơn giản lắm, không cần đoán cũng biết rồi mà. Chủ ngựa mất ngựa chưa phải quả phước. Ở trên đời này muốn được điều gì thì phải hy sinh một cây nào. Nhân quả tuần hoàn đó mà. Nhưng nếu tôi chịu hy sinh thì có được hay không đó? Vậy cô phải cân lượng coi, giữa cái được và cái mất, cái nào nặng cái nào nhẹ.
anh tới đây chưa? Ông chủ hả? Ổng chưa có tới. Tôi chết, tôi đã đưa tiền chuộc rồi, không biết có phải bị bắt cóc hay không nữa. Anh mau kiếm ổng giùm tôi đi. Sao lại đứng đây chứ? Báo cảnh sát đi. Chuyện gì báo cảnh sát vậy? Ông chủ à, cổ nè. Ông là ai? Tôi là chủ ở đây. Ồ, ông là người hợp tác với ông Âu đó phải không? Ông đã bị người ta bắt cóc, ông ở đây không có bà con, tôi bỏ tiền chuộc cho ông rồi. Cô à, cô nói cái gì vậy? Tôi đâu biết người nào là tên Âu. Vậy sao ông nói ông là ông chủ? Thì tôi là chủ ở đây mà. Không phải đâu, ông chủ ở đây là ông Âu mà. Ông Thành đốc công ở đây có thể làm chứng đó. Thằng Thành đó ăn cắp đồ đuổi nó rồi. Cái gì? Chỗ này không phải mở trại lớn sao? Nói vậy, chỗ này là công ty Bách Hóa, làm ăn đàng hoàng. Rồi bước lên, bước tới. Đúng rồi, qua đây nè, đúng rồi. Nè, rủi mai mốt tụi bay có gặp mấy ông khách biết nhảy á, cho dù họ có mời tụi bay đi nhảy cũng phải biết nhảy chứ, phải không? Còn hai đứa tụi bay biết nhảy rồi á thì đừng làm trở ngại người ta, lên lầu nghỉ đi. Dĩ Hồng. Sao hả? Hồi nãy đi qua bển coi sửa sang, ở bển nó sửa sang xong chi vậy hả? Ừ, nghĩ tới bữa cài mặt hả? Chắc là náo nhiệt lắm. Như vậy tức là tứ đại thiên vương cũng phải dẹp qua một bên. Ê đừng nói nữa, nghĩ tới là bụng muốn chết. Ba cái thứ kiến Italy đó, mắt thì mắt, nhưng mà nhìn vô sao thấy chướng mắt quá. So với chỗ này của mình hả, đẹp hơn nhiều. Bữa nay tôi thiệt có đi gặp mấy cô ở bển, không có cô nào coi được hết trơn. Đâu có giống như gái của mình ở bên này được khôn lên. Vậy mà còn nói là câu cá mập, câu cù li cũng chưa được nữa. Nếu mà họ bắt tôi dạy họ hả, chắc tôi phải nhức đầu luôn. Cũng may nhất gia tốt, đâu có ai mà bằng nhất gia chịu dạy cho mình. Hey, suy nghĩ kỹ, làm bà chủ thì rắc rối quá đi, thà làm gái an phận hơn. Vậy nghĩa là sao chứ? Sao hả? Tức là từ nay tụi bay hết có chỗ ỷ y. Vô phòng đi. Tôi nghe ông Triệu nói là cái tên Ôn đó đã trốn rồi. Thì trốn rồi sao? Hay trước sau gì cũng phải trở về làm gái. Hay giờ cũng may là chưa có nói với nhất gia đó, nếu không thì còn mặt mũi gì trở lại. Thì đó, vậy mà chị nói chị hay biết mấy, còn nói là làm bà chủ nữa. Tôi nói hả, xích chút xíu nó bị chị hại chết rồi. Chị đừng có nói nữa, để chị nghe được là không có tốt đâu. Nghe được thì làm sao, xích chút xíu nữa chị hại chết mình rồi. Phải nói cho chị nghe rõ mới được đó. Bỏ đi, mình đi đánh bài đi, đừng có nói nữa. Thôi đi. Nhị bác công à, nhị bác công, ông thường hay biết thương chị em tụi tôi lắm. Xin ông Linh Thiên chỉ điểm giùm cho tôi coi thử phải làm như thế nào. Cảm ơn. Thiệt lúc mà cáo lên đó thì làm gì cũng không có linh. Cảm ơn nhiều nha. Hay giờ Cửu Như, Nhất Gia, bây giờ ông làm cái gì đây? Mới thấy người ta là chê cái này chê cái nọ rồi, không chịu thì thôi đi. Cần gì phải giữ vậy? Đi ra trước đi. Quên anh giờ. Anh Lương đó hả? Làm gì mà buồn quá vậy? Ừ, đâu có. Anh đến nhà lần nào coi mắt cũng không thành. Theo tôi nghĩ anh có rảnh thì tới chỗ của tôi đi. Gái của tôi ở đó dạy cho anh phải làm cách nào. Mai mốt có cặp mắt rồi thì bảo đảm anh mã đáo thành công. Nhất Gia à, tôi đừng có cười người ta nữa. Không nói chơi thì làm sao có chuyện vui. Anh Lương à, cho hai ly cà phê đi, cảm ơn. Hai cô uống cà phê nữa hả? Bữa nay mặt mày hai cô bơ phờ lắm đó. Cà phê thì cho đi. Ờ. Còn em thì sao? Ông cũng vẫn như vậy thôi. Ông bệnh lâu lắm rồi đấy nhờ. Cho nên bữa nay mới đi cúng chùa cho ông, mới gặp chị ở đó. Ông bị bệnh gì vậy? Hey, em đừng có vậy mà. Bác sĩ nói ông bệnh lâu, không còn bao lâu đâu. Wow, nè nghe nói cái bệnh này ghê lắm đó nhờ.
nhưng mà bác sĩ bây giờ giỏi lắm, nhất định là chữa được mà. Em không cần phải lo nhiều, ông Ưng Lục đó thương em lắm đó mà. Hồi trước ông muốn chuộc em, dám mua cả dãy phố cho em nắm tay. Nói ra nghe cũng hơi kỳ, rủi ngày nào ông thẳng cẳng thì em cũng có của nắm trong tay. Tôi không phải lo cho tôi, mà lo cho căn bệnh của lão già. Nè uống đi uống đi. Nè, cái gì hả? Hà xương cốt đó mà. Tôi kêu là cà phê. Bữa nay tôi thấy cô nóng nảy quá đi, mà tinh thần lại không tốt nữa. Uống cà phê hoài nó sẽ... Đủ rồi. Đồ thôi quá đi, hèn chi coi mắt lần nào cũng không có xong hết. Nhất gia, hà sương cúc cũng ngon lắm. Ngon thì uống nhiều thêm đi, uống xong rồi nó không có phiền phức. Nhất gia. Nhất gia. Bây giờ mày rảnh lắm mà, ở đó mà đập rồi. Thì tại em không có gì làm mà. Mày còn trả lời. Dạ có khách tới. Mau ra tiếp khách đi. Nhất gia. Mr. Tả Mạ, sao rảnh quá vậy? Ngọn gió nào đã thổi ông tới đây? Thiệt nhớ dài quá nhớ tôi à. Tại vì tên ông lạ quá đó mà. Hai vị này. Ông là Mr. John, Mr. David. How do you do, my dear? Nè. Yên tâm đi, đây là lịch sử của Tây Phương. Đâu có sao, tôi cũng có nghe qua mấy ông thích chào hỏi với người ta như vậy lắm. Mr. John và David muốn mượn ở đây để mở party mà. Cái gì mà ba thằng đây? Party tức là vũ hội. Nhưng mà chỗ này của tụi tôi làm ăn, không có muốn cho người ta mở cái gì ba tì đâu. Nhưng mà chúng tôi nghe nói ở đây có ma. Đâu có, chỗ này tụi tôi sạch sẽ lắm, không có ma đâu. Có người nói cho chúng tôi biết chỗ này của cô có ma, chúng tôi nhất định phải coi cho biết. Đã nói không là không. Nè Nhất Gia, qua đây. Mấy ông này hả, nó điên lắm á nhỉ. Họ lại thích gặp mà. Họ còn nói là mở cuộc party ma quỷ ở đây nữa. Chơi kiểu trang điểm như vua như quỷ vậy đó. Thì kêu mấy cô gái xã giao họ chút đi có được không vậy? Đã nói là không được. Chỗ này của tôi là trại lớn đó mà. Gái của tôi không phải là đào hát đâu. Hey, cô thì là kỳ quá à. Trang điểm lên thì được rồi, chỉ cần cô phục vụ chù đáo một chút, bao nhiêu tiền họ không dám chơi. Có thiệt không đó? Dĩ nhiên. Thôi được. Vậy đi nha, 5,000 đồng, bảo đảm có ma để coi. Không thành vấn đề. Thì là hết sức nói luôn. Nếu như không phải ham chút xíu tiền, tôi không bao giờ làm chỗ của tôi như vậy. Thiệt chán quá. Mời vào. Nè, tự nhiên nha. Hey, come on. Wow, beautiful, huh? Dĩ Hồng mà được chưa hả? Cái đám quỷ đó hối rồi kìa. Tại chỉ kêu người ta giả ma mà. Người ta thường nói ma cũng háo đẹp chứ. Bây giờ lại hối người ta. Chị làm sao mà dám hối em? Tại khách nó hối em đi nè. Thôi đứng dậy đi. Wow, đúng là đẹp như quỷ vậy đó. Có thiệt không? Thì đang đứng này chơi vui. Nè các vị quan khách, cô Dĩ Hồng nổi tiếng nhất của chúng tôi đã ra đây nè.
người đẹp ra rồi. Hello. Tiếp đãi người ta đi. Nhất gia, tôi đâu có biết tiếng Anh. Nói theo tôi vậy là được rồi. Hello. Tại sao lại buồn nôn vậy kìa? Lại bị cảm nữa. Wow, sao bữa nay kỳ vậy hả? Chỗ này có nhiều quỷ sứ quá. Con Bảo đâu? Nè Bảo à, em làm gì vậy? Nè, em đi đâu đó? Để chị giúp cho. Sao không được vậy? Tập trung tinh thần. Được rồi. Bảo hả? Ây da, tôi chết rồi. Có đau không hả? Chết rồi. Ủa Bảo, em ra đây làm gì? Muốn leo vách tường trốn hả? Thì là gan quá rồi. Bắt nó vô phòng nhốt nó lại đi. Nè, bà đội này cẩn thận đấy nha. Em cứ tự nhiên rồi đó. Cẩn thận. Nè lên đi. Mấy người thiệt là ác quá à. Cứ nhốt tôi hoài, khốn kiếp quá đi. Cũng tại là chị không phải, chẳng những không giúp được em mà còn hại em nữa. Không làm cái gì chứ. Hễ mỗi lần tôi hỏi tiền làm khó dễ hoài. Sự thật có ông muốn gì đây? Còn mà tôi khó lòng lắm. Khó lòng à? Mày tới đúng lúc đó. Cái tên già quỷ này nè, lần nào tao hỏi tiền ổng cái này nọ hoài, bây giờ muốn gì đây hả? Chú Sáu à, chuyện gì vậy? Cậu Long à, là vậy nè, tháng này cậu Hùng đã chi hết 7,000, còn muốn lấy nữa. Tôi làm sao mà dám quyết định được? Bây giờ tiền đó là của ông hả? Ai là cậu cả đây chứ? Hây da, không nói gì nữa, đưa hết chìa khóa tôi đi. Muốn lấy chìa khóa à? Lần nào á cũng cãi xong rồi mới lấy tiền đưa. Bây giờ không có làm phiền ai hết, đưa hết cho tao. Đúng vậy cậu Hùng, cậu là cậu cả của nhà này. Nhưng mà chỗ này bác gái căn dặn tôi phải coi chừng, đâu có thể nào cậu muốn lấy bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu. Như vậy tôi làm sao ông nói với bác đây? Sao bộ không chịu đưa hả? Chìa khóa tôi không có, chìa khóa bác gái giữ rồi. Bây giờ mày muốn ăn hiếp tao, bộ tao không biết gì hết phải không? Mày không có chìa khóa thì làm sao giữ tôi hết? Tao cho mày biết đây thằng con rơi. Bây giờ tao là cậu cả của nhà họ Đường này. Tao có thắp nhang cúng lại trước mặt bàn thờ tổ tiên. Nè mày muốn đấu với tao hả? Tao chỉ nói chú bác trong dòng họ một tiếng thôi là mày lập tức sẽ tiêu tan ngay. Mày ăn cái gì mà ngu vậy chứ? Mày ăn cứt cả mày. Không có nói gì nữa, đưa chìa khóa đây. Rửa đây. Đừng tay lại. Cái gì? Bây giờ cậu ăn hiếp ảnh không mang họ Đường, nhưng mà tôi thì phải. Nhà họ Đường đã cưới tôi về bằng luật lệ gia phả đàng hoàng, ít ra tôi cũng có thể nói chứ. Nhà họ Đường đưa cậu về đây để kế thừa tổ nghiệp, chứ không phải là phá của. Bây giờ cậu không làm được cái gì mà tối ngày đòi tiền, làm cho chỗ này ồn ào lên. Bây giờ cậu muốn lấy chìa khóa hả? Cho dù anh Long chịu đưa cho cậu, tổ tiên dòng họ này cũng không chịu. Chị à, chị nói xong rồi hả? Chị rõ ràng là láo phét. Ở đây đàn ông nói chuyện chị là thứ gì chứ? Bới cái tóc lên là muốn làm chị cả thôi hả? Tôi nói chị biết nha, tôi có dám đánh chị không? Cậu dám đánh người ta? Cái gì tao không dám chứ thằng Mã Kiên. Nhà họ Đường là do má quyết định, không phải để cậu muốn làm gì thì làm. Đúng vậy, miễn là không có lệnh của bác gái, tôi không bao giờ đưa chìa khóa cho cậu đâu. Cậu đừng có đó mà làm dữ nha. Bây giờ mày đem bác gái ra để hù tao có phải không? Mày đừng có làm mất mặt tao nha. Bây giờ tao đi hỏi bà lấy liền, coi bà có đưa tao hay không. Nè, nè, bây giờ giá nào? Tôi cũng là người thừa kế của nhà họ Đường, đúng không? Tôi lấy lại cái gì thuộc về của tôi á, đâu phải là quấy đâu. Bất cứ cậu cả nào mà không phải xách sâu chìa khóa đây ra ngoài đường, không thì làm sao người ta biết tên thật của tôi? Bây giờ thái độ mày là sao? Dám nói chuyện má tao vậy à? Mày muốn chết hay không? Tối ngày chỉ biết tên người dân có phải không hả? Kể cả một người quá phụ mới bước vô nhà của mình là đã khắc chết chồng rồi mà còn dám nói chuyện với tôi nữa hả? Mày đừng nói chuyện bậy bạ nha, mày quá đáng. Bà coi nó đó, đừng nghe nó. Coi cô khóc của mày à? Đừng khóc. Hồi nãy sao thấy ghét quá vậy chứ hả? Đúng, tôi chỉ biết xiêu lòng với người dân, chứ đâu có biết chiều lòng kẻ thừa kế. Nói ra nghe cũng kỳ ha. Khi mà bà thẳng cẳng ra ha, cũng là do tôi chống gậy sách bài vị của bà thôi.
Cậu Hùng à, cậu đâu cần nói vậy, nói bất chút được không? Ờ, vậy thì sao chứ? Bà mà không chịu đứng về phía của tôi thì tức là chống lại dòng họ rồi. Vậy thì cũng đành. Tôi chỉ có nước tới biểu từ thưa bà thôi. Thưa tao cái gì? Thưa tao không cho mày phá của à? Tao cho mày biết, mặc dù mày là do chú bác chọn mày vô dòng họ của tao, nhưng mà nếu mày không giữ được luật lệ dòng họ của tao, tao cũng vẫn có cách trừng trị mày. Cái đám chú bác đó cũng vẫn biết lý lẽ. Tao mà lấy sổ sách ra đó hả, mấy ổng mà coi được rồi thì để tao coi mày còn lời lẽ gì nói được. Hay lắm, má chửi hay lắm, tiếp tục chửi nữa đi. Mày đừng có nghĩ rằng nhà họ Đường còn là hai người đàn bà quá thì mày có thể tung hoành phá phách. Mặc dù tao là đàn bà, nhưng tao đã giữ cho nhà họ Đường lâu nay nuôi lớn đứa con. Mày tới đây được bao lâu, mày đã làm được điều gì? Đám chú bác đó cũng biết ai tốt ai xấu. Chuyện của mày thì tao đã biết rõ hết rồi. Mày đừng có lấy miểu từ ra để mà hù tao. Tao đã coi kỹ sổ sách rồi. Tháng vừa qua mày đã chi trong tiệm hết 10,000 rồi. Hồi trước con của tao đâu có dám lộng như vậy. Hãng Long, từ nay tiền bạc phải giữ cho kỹ, đừng có để cho người khác lạm dụng. Dạ bác gái. Đã làm người trong dòng họ của tao thì phải giữ luật lệ quy củ. Ai đã xài lố rồi cũng không thể tự ý chi tiêu, chỉ có thể hỏi tao. Cho dù là tao có chịu cho, tao cũng trừ lại số tiền của tháng sau. Wow, như vậy đâu có được. Hãng Long, để tránh cho mai mốt còn khó xử, còn cứ đưa cái chìa khóa cho bác đi. Dạ bác gái. Đây. Con à. Thưa má. Con là dâu thảo của má, ai cũng không có thể ân hiếp con. Từ nay con thay thế cho má coi tiệm tùng. Có cái gì thì cứ việc nói cho má biết. Ngoài ra con không cần phải nghe lời của ai. Ai mà không tôn trọng con tức là không tôn trọng má. Như vậy tức là lấy đàn bà để đè tôi thôi. Những gì phải nói tôi đã nói hết rồi. Con à, Hãng Lòng, mình đi lên. Ê ê, vậy tức là sao chứ? Chưa nói xong mà. Cái gì hả? Đã nói xong hết rồi, từ nay mà không còn vô đúng nữa đâu. Ngồi đi. Dạ. Con à, con không trách má tự quyết định, chưa có hỏi qua ý kiến con đã trao cho con chứ. Dạ không, con chỉ sợ con lo không nổi. Hãng Lòng. Dạ thưa bác. Bác bắt con giao lại chìa khóa không phải là muốn tước quyền con đâu. Cái đó con hiểu. Nếu như con nắm cái chìa khóa thì trước sau gì cũng bị cái thằng đó làm khó dễ. Bác muốn con từ nay dạy cho con Quân biết thêm nhiều thứ. Dạ con biết rồi bác. Bác nhờ vả con hết đó. Nếu như cái nhà này mà không có con. Bác à, bác đừng như vậy. Thật ra bất luận thế nào đi nữa, con dứt khoát làm hết khả năng. Nhìn thấy cái thằng khỉ đó, bác lại nhớ tới cái thằng Bằng. Tuy là nó ham chơi, nhưng mà nó không có bao giờ nói chuyện lớn tiếng với bác đâu. Còn bây giờ, thưa má, má yên tâm, con và anh Long nhất định sẽ nhớ tạo với má, giờ lo vẹn toàn cho Đường gia. Hồi nãy thấy thằng con kiếp đó đối xử má tao vậy hả? Tao thiệt là tức lắm. Tao muốn đánh vô mặt nó một cái. Nhưng khổ nỗi là tao muốn đánh cũng đâu có được. Tôi cũng vậy. Tôi cũng định giúp cho con Bảo, ai ngờ đâu báo hại nó nữa. Nè, mày nghĩ coi có cách nào mình được như hồi xưa vậy. Tính gì làm đó, mình muốn làm gì thì làm. Biết cách gì đây? Chỉ có cách là xin gặp pháp thuật thôi. Xin cái cô gì chứ? Mày thì khác, mày biết được vô hại của nó. Mày có thể bỏ thời gian ra rồi cái gì cũng làm được cả. Còn tao không biết cái gì hết, càng hỏi một cái cũng không được nữa. Chứ còn gì nữa, tại cậu không chịu cố gắng. Mày, cố gắng được gì đâu chứ. Như tôi nè, luyện tới 40 ngày, xuất hiện là từ xuất hiện đã tốn bao nhiêu ngày tháng có đúng không hả? Nếu luyện tới lúc đó thì hai người đã tới giờ đi đầu thai rồi. Chuyện gì mà có hiếu cho má chứ. Đến trường tân cho em mà cũng làm được đâu. Vậy có cách nào khác không? Cách không phải là không có. Có tiền là xong hết thôi. Lại mướn mà khác ai làm nữa hả? Cái chuyện này à, phải đích thân mình làm mới được chứ, biết không hả? Cậu kiếm người thế thân đi, lúc đó muốn làm gì mà không được chứ. Thế thân? Nói nhỏ lại đi, để ngoại nghe được là không ổn đâu. Đừng bao giờ đó, như vậy sẽ bị đánh như 18 tầng địa ngục, không được siêu thoát đâu. Gì chứ? Nói vậy thôi mà. Nè, cách là tôi nói rồi, nếu không chịu thì biết bao nhiêu ma khác ai đang chờ đi đó. Nè, đến sau đây. Đường thập nhất,
Hỏi vậy thôi mà. Nếu như mà tao hỏi được đó hả, thì tao kiếm luôn công cho mày. Cái chuyện bất nhân quá tao không chịu đâu. Gì mà bất nhân chứ. Không làm đứng coi có được không hả? Coi hả cũng mất đạo đức lắm. Coi cũng mất đạo đức nữa à? Vậy mày đừng có coi. Vậy về nhà coi chừng mắt của tao đi. Còn nữa nha, đừng nói cho ông nội biết nha. Nếu để cho ông biết được mặt báo này thì sau này mình sẽ gánh chịu hết. Thôi đi, đừng có làm cái chuyện bất nhân vậy mà. Tao kêu mày về coi má của tao đi, đừng có ồn nữa. Đi đi. Ê, ở đâu có? Ê, thế tôi. Dĩ Hồng à, cô không chịu uống một ly? Dạ được. Ờ, Dĩ Hồng. Ừ? Cô đó nghe cô đẹp lắm mà, hả? Dĩ nhiên rồi, tại tôi biết hôm nay ông tới nên cố tiện ăn diện. Ông hứa à? Ờ, Nhất Gia, tôi nghe người ta nói chỗ này của cô có một con tỳ bà nữ đẹp lắm. Ha, ông hứa thiệt là hay quá. Có phải là muốn mua trình nó hay không? Bữa đó tôi tham gia cuộc bạc tiệc của ông John, tôi thấy có một cô đẹp lắm. À, cái tên gì kìa? Ông hứa, có phải ông nói cái cô đó là Tiểu Bảo gì đó không? Bây giờ nó không có được đâu. Phải rồi, cổ tên là Tiểu Bảo. Tối nay tôi muốn mua hết cổ. Tối nay gấp vậy à? Hey, cô cũng biết con người của tôi chứ, hấp tấp lắm. Muốn là phải được ngay, phải không? Nhất Gia, bao nhiêu tiền tôi cũng không sao, hả? Ông hứa à, con Bảo này cái gì cũng không biết hết. Tôi sợ nó mít lòng ông thì không tốt. Phải rồi. Không biết thì cứ để cho ông hứa dạy cổ đi. Dạy càng tốt thêm mà, anh nghĩ coi đúng không? Nhất Gia, cứ yên tâm đi, tôi sẽ chiều cổ lắm. Vậy à, nếu như ông chịu quá, vậy để tôi sắp xếp. À, Nhất được, Gia. Được. À, Yến đó hả? Ngồi xuống tiếp đãi ông hứa đi. À, dạ, mau lên. À, cô này liếm mắt quá. Ông ngồi chơi đi nha. Uống đi. À, cô này thật là lý lắc quá. Không biết làm gì, tối ngày cứ nhốt mình lại, tự nhiên kiếm người tới chảy đầu cho mình. Kim à, vô sửa soạn giùm nó chút đi. Mấy người lại muốn gì đây? Không, bữa nay lại có ông khách muốn tổ chức vũ hội nữa. Chị thiếu người quá, em thay bộ đồ xuống dưới bưng trà tiếp đãi khách đi nha. Vậy để bộ đồ xuống đó. Nè, vậy thì em phải mau xuống đi nha. Chảy đầu cho cổ xong chưa? Dạ xong rồi. Nè Kim à, ở trong phòng rác nhiều quá, em mới mau dẹp dọn đi. Ồ. Ê, cái này đâu phải là rác. Bây giờ xài riết thì thành thôi, đừng có nói nữa, đem đi đi. Nè Nhất Gia, tại sao cái ông hứa đó lại gấp bao con Bảo quá vậy hả? Im đi. Nè, bao cái gì hả? Bao cái gì? Nè. Tao cũng không ngại nói cho mày biết, lát nữa ông hứa tới đây sẽ bao thân của mày đó nha. Nè, thả tôi ra. Thả tôi ra đi. Sói Ngọc, Mỹ Ngọc. Hey, chỉ được nhìn thôi. Cậu à, suốt đêm còn đi đâu vậy? Tôi kiếm cậu muốn chết à, còn làm gì mà ngồi đây vậy? Hey, không có gì làm thì ngồi đây chơi thôi. Cậu khỏi cần kiếm nữa, tôi đã kiếm sẵn giùm cậu một người có thể giúp cậu Hoàng Dương đó mà. Có thiệt không đó? Thiệt chứ. Hey, thiệt lẹ đi. Ờ, theo tôi hả? Nè, Đường Thập Nhất, Đường Thập Nhất. Nội nói má của cậu đốt tiền xuống, nghĩa cậu đi nhận kìa. Mày nhận giùm tao đi, tao không có rảnh đâu. Cậu không rảnh? Cậu làm được gì chứ? Ờ, chắc là đi kiếm người thế thần, mượn xác hoàng hồn. Dĩ nhiên không phải rồi. Đọc người nói phải chết là chết liền đâu chứ. Anh Thủy à, anh thương một người ở bên khu của anh. Anh muốn nhờ tao đi coi giùm thôi. Người đó là ma đó. Bây giờ anh nhờ tao đi coi mắt giùm nó mà. Mày không biết gì hết. Anh mà cũng có người chịu thương sao? Đâu phải vậy cô, đâu có ai thương đâu. Nè, anh nói gì vậy chứ? Nè nè nè, đừng ồn nữa. Nè, sao nói đi gấp mà? Ờ, đúng đúng. Nè, vậy ta đi với anh Thủy nha. Bây giờ mày về nhà coi chừng mắt của tao. Coi chừng bà. Nội đã nói mình không nên phá rối bảo hòa nha. Nè, ta đâu có kêu mày về phá bả đâu. Mày đừng có hiện ra có được hay không. Mày chỉ coi bả ăn cơm chưa, ngủ chưa. Mày đã lấy tiền công của tao thì mày phải làm gì cho tao chứ. Đi đi. Đi thì đi. Cậu à, mình đi. Nhanh lên. Gái ở chỗ này quả thật là danh bất hư truyền đó hả? Uống đi. Cảm ơn ông chủ. Nè nè, của em. Cảm ơn ông chủ. Ai cũng có phần hết mà. Cảm ơn ông chủ. Nè, nè. Đó. Cảm ơn ông chủ. Với Hồng à, uống ly rượu nha.
Vậy mà tôi còn tưởng ông đã quên tôi rồi chứ. Sao mà nhỏ mọn quá vậy? Là đàn bà ai mà không nhỏ mọn. Cô với ông à, có người kêu cô. Có gì đâu mà hay chứ. Cả khu đường Tây này ai mà không biết cổ theo trai tới phải bù tiền. Mày phải nói tao biết là lạ thứ này chứ hả? Ai, không phải đâu. Người cục cần ở trên lầu á, rất là còn trẻ lắm. Nè đi đi. Nè, cho cô thêm đó. Ê, nè nè ông chủ à, đừng có giận nữa. Giờ đó, tốt đã tới rồi, mình đi lên trển đi. À được ha. Cho tôi cô. Cũng có phần à. Thả tôi ra đi. Chỗ này, người mà cậu muốn kiếm ai là cổ đó. Vậy sao? Đúng, thiệt. Cổ không chịu người ta bao đâu, mà là trốn không khỏi. Chắc là người thà chết đó không chịu phục đâu. Để coi đã. Để coi đã. Không được, qua đây không được. Cái gì mà không được? Trốn không được hả? Chết đi. 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 Không được. Tôi thật là chết. Ôi thấy chưa, cổ sắp sửa chết rồi. Không được đâu. Người đàn bà này đừng có hối cổ. Ây da, cậu lại cũng nói rõ ràng. Cơ hội hiếm có đó nha. Cậu chỉ muốn làm lại con người thôi mà. Không được đâu, kiếm người khác đi. Thường lùi mình ăn nha. Nè lên trời đó nhớ đốt ra nhiều đồ đạc cho tôi nha. Hiểu chưa? Vậy đi. Nè Thủy à, nè Thủy. Nè, cô làm cái gì vậy? Cái gì cũng không có, làm sao mà chết đây? Cái gì không có thì đừng có chết. Đừng chết nữa nha hả? Đừng chết nha. Lại làm cái gì nữa đây? Nè, đừng có nhát tôi nha, cô làm cái gì vậy? Chị ơi, em sẽ xuống gặp chị mau lắm. Không phải chứ, chết như vậy cũng được sao? Còn sống suốt đời cũng không có tiền đó chị à. Bây giờ người nào ngon nhất thì hết đó người đó thôi. Cái này gọi là làm ma cũng phong lưu. Xe kéo. À, ai níu tôi vậy? Nè, anh nói đi với Đường Thập Nhất coi cái gì đó mà tại sao lại ở đây? Đi đâu bắt mới gì cô? Cậu mưu một sắp mượn xác hoàng hồn làm lại con người rồi. Còn cô, không thích cậu mưu một rồi theo tôi đi. Bề nào tôi cũng muốn kiếm con nhỏ để hầu hạ mà. Khốn nạn. Cô không kịp đâu. Chị ơi, em xuống gặp chị đây. Bảo à, đừng vậy mà. Bảo à, xuống đi. Đừng vậy mà. Bảo. Này Bảo. Đừng vậy mà Bảo. Đừng chết mà. Xuất hiện. Chị Bảo à, nhất gia nói là đừng có hồng trốn nha. Ngoan ngoãn ở trọng nha. Cô ơi. Nè, đứng lại nha. Này Bảo à, cô đừng chết nha. Bảo à, để tôi kiếm người cứu cô. Bảo à. Cô chết nha. Làm gì? Bảo. Bảo hả? Bảo. Bảo. Nè, em không có gì chứ? Cô chưa chết hả? Nó chưa chết đâu. Bảo hả? Chưa chết hả? Bảo. Cô về đợi quá. Cậu không kiếm. Tôi làm gì vậy? Họ còn sống thì phá của. Tới khi chết còn làm con ác dí nữa. Cậu muốn mượn xác của em tôi hoàng hồn à? Đâu có. Cậu còn nói nhiều nữa. Anh Thủy ngoài trước đây nói rõ cho tôi nghe hết rồi. Trách nha. Tôi vừa tôi nghe. Cô kiếp hả? Mày đánh tao hả? Mày dám đánh tao à? Cô giỡn đi không vậy? Nè nè nè, đừng có ở đây chơi nữa. Đi 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 phải chơi. Cảm ơn, cảm ơn. Đi 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 đi. Chơi cho vui vẻ ha. Bảo hả? Bảo, em tỉnh lại đi. Em đừng có làm chị sợ nha Bảo. Bảo hả? Bảo. Chị ơi, em thấy chị rồi. Em đừng có đụng chị. Em nhớ chị quá rồi chị ơi.
Chị cũng nhớ em quá đó. Ủa, sao em thấy được chị? Sau khi chị chết rồi, chỉ còn lại một mình em khổ sở lắm. Chị biết, thật ra chị thường ở bên cạnh của em, nhưng mà chị không thể hiện thân. Bây giờ hai chị em mình đã gặp lại ở dưới này rồi. Em thiệt dại quá, em còn chưa có chết mà. Em chưa chết, chứ còn gì nữa, chị đã cứu lại em đó. Tên Đường thập nhất khốn kiếp muốn mượn xác của em để hoàn hồn, cũng may nhờ chị tới kịp. Hèn chi hồi nãy em thấy Đường thập nhất, hắn biểu em đừng có chết. Nếu như em chết thì sẽ bị chị rầy đó. Hắn biểu em đừng có chết. Dạ phải, hồi nãy em thấy khó chịu, nhưng mà em rõ ràng là thấy hắn. Bộ thật sự người sắp chết thì được gặp ma hả? Chết rồi, phe ngày thì mình đã đánh lầm hắn rồi. Áo à, anh lên tới nè. Chị à, chết rồi. Thôi lên đây để bảo thân em đó. Đừng sợ, đừng sợ, có chị ở đây mà. Nè Bảo à, ông Hứa đã vô tới. Ông Hứa à, ông phải chịu đó đó nha. À, được rồi, được rồi, à, đi ra đi. Chị ra vui đi nha. À, vô giấc đi. Không được tới gần đó. Được, được, được. Tôi không bước tới gần đâu hả? Nhất gia lúc nãy biểu tôi phải thương cô. Tôi sẽ thương cô lắm. Ông đừng bước tới nha. Ông đừng có bước tới đây. Thì không bước tới được ha. Tôi còn tưởng nó ở ngoài mới có cái gì dị nặng thôi, thì ra chỗ này cũng có nữa. Cô có biết làm cho chén đũa nó bay lên không? À, biết, biết. Thử đi. Vui quá. À, thiệt biết bay đó hả? Biết bay thiệt đó. Cô thật tài quá đi hả? Cô còn có biết làm cho cái gì nữa không? Còn nữa. Ông cứ quay mặt lại, rồi sau đó viết một chữ lên phía sau giấy. Tôi sẽ biết ông viết chữ gì. Có thiệt không đó? Thiệt đó. Nhưng mà tôi nói trước nha, nếu như tôi đoán trúng, tôi phạt ông uống một ly. Còn tôi đoán trật thì tôi uống một ly. Không thành vấn đề hả? Vậy tôi viết nha. Viết được. Bảo à, chị không có biết nhiều chữ đâu. Viết rồi đó. Đoán đi, đoán thử là chữ gì. Đoán đi. Dễ lắm, chữ mã đó. Là chữ mã. Wow, sao hay quá vậy? Vậy mà cũng để cô biết được nữa. Vậy, ông uống đi, tôi đoán trúng rồi mà. Uống đi. Dám chơi thì dám chịu chứ, uống thì uống. Thiệt là hay quá. Chị hai à, đập như vậy có được không? Nếu mà đoán nữa chị mới là không được. Nhưng nếu ổng tỉnh lại thì làm sao đây? Em có việc cán cho ổng uống hết. Tới mai ổng chị chắc tỉnh lại đâu. Chị đi coi thập nhất. Cậu à. Hà Như Châu, thiệt là khốn kiếp. Ủa, mặt của cậu bị gì vậy? Mặt của ta? Thật là khốn kiếp, mày đánh tới mặt tao vậy nè. Cô hỏi mặt tao bị gì à? Má của tao còn chưa dám đánh tao mà. Mày đánh tao hả? Mày chỉ là cô ở mà thôi. Tao nói mày biết nha, bữa nay tao không đánh mày thì tao phải là đưa thập nhất. Đánh còn hai? Đánh còn hai à? Ây dạ. Tại sao mày không chạy vậy? Tại tôi không đúng. Xin lỗi nhờ. Mày nói gì? Con Bảo đã nói hết câu chuyện cho tôi biết rồi. Tôi đã lỡ trách cậu, xin lỗi nhờ. Mày biết nói qua người ta rồi hả? Tự nhiên đánh người ta, cái này mới gọi là gọi là chó cắn lửa đồng tân chẳng biết là tốt bụng. Mày biết rồi hả? Biết là sao đánh người ta vậy? Không gì hỏi rõ ràng. Nói mày biết nha, mai mốt à, mày đừng có hiện ra trước mặt của tao nữa. Ai biểu cậu đó? Cậu đi mượn xác con Châu để hoàn hồn. Tôi đã có nói với cậu rồi, làm vậy là không có đúng mà. Tôi còn thấy cậu ôm con Bảo nữa, làm tôi nóng lên, mới lỡ tay một chút thôi. Tại vì nóng lên, cô nói lỡ tay chút xíu nữa hả? Mày để tao lỡ tay đánh lại mày lần đi. Thì là hết sức khốn kiếp. Mặt tao sáng láng mày bị làm như vậy nè, làm sao tao gặp người thiên hạ đây mày? Cũng là
có phải là xấu lắm. Mày nói gì? Không không không, để đi kiếm nội chữa cho cậu. Còn quỷ sứ, nội à, giúp giùm cho con đi. Coi mà con vậy làm sao nhìn người thiên hạ được chứ hả? Để tao nói cho mày biết, làm ma kỹ nhất là bị lấy cành liễu đánh, hễ bị đánh là có thẹo, thẹo này còn để tới kiếp sau nữa. Mặt tao như vậy, kiếp sau làm sao làm người đây? Tụi mày có làm heo á, mặt mày cũng bị một cái bớt. Hà Như Châu, thường lại mặt đây. Nội à, con cho xin nội giúp cho cậu đi. Nè, cách thì không phải không có, nhưng mà dùng để cứu hắn có đáng không đó? Qua nội à, cái gì đáng hay không đáng? Cái mặt tôi mà ra như vậy đó hả? Cũng là tại vì nó thôi. Nó chết 100 ngày là cũng đáng mà. Ây da nè, mày đừng có chửi cổ như vậy. Mà cũng biết tủi thân chứ. Dạ không phải đâu, cậu nói đúng lắm. Nếu như không phải nhờ cậu thì em tôi đã chết rồi. Nội à, có cách gì nó còn biết đi. Cách thì có rồi, nhưng mà nguy hiểm lắm đó nha. Nguy hiểm đó mày biết không? Nguy hiểm sợ cái gì? Tụi con nó chết qua rồi mà không sợ gì nữa. Nói đi. Nè, tao nói trước nha. Cái cách này hễ có cái gì mà trục trặc á là vong hồn tiêu tan hết. Không phải nói đùa đâu. Nè, cái cách này á, ở trước khi mặt trời mọc lấy xương ở trên lá chuối á sức vô á là nó sẽ tan hết. Xương nửa đêm có được không? Không có được đâu. Lúc mặt trời gần sáng hả? Nếu bị mặt trời chiếu nhầm tôi thì chắc là tôi khỏi đi đâu hết. Để coi sau này mà dám đánh mặt người ta hay không nữa. Đủ rồi nha, trời sáng rồi, đi đi. Không được, chưa có đủ đâu, hứng thêm chút xíu nữa đi. Đừng hứng nữa, đi đi. Hey. Nè, chạy đi. Có được không vậy? Hết rồi, coi nè. Hết rồi à? Ừ. Wow, hay quá, giống lại mình rồi ha, thiệt là hay quá. Trở ra là đẹp tới bể kiến, vậy cậu hết giận tôi rồi ha? Cũng còn giận, nhưng tại vì lúc nãy thấy mày siêng năng quá. Thôi đi, quân tử thì không có tách lỗi tiểu nhân đâu. Nha, thiếu chút nữa tôi phải tiêu tan vong hồn để mà cứu cậu, ít ra cậu cũng phải nói tiếng cảm ơn tôi chứ. Thì cũng đúng, cảm ơn mày. Cậu thì chịu nói à? Cảm ơn mày không được sao? Tình trạng hồi nãy quá thật là nguy hiểm mà. Mà mày lại sốt sắng để lo cho tao. Nói thiệt nha, ở trên mặt có giới thiệu chưa hẳn là chuyện không tốt. Con trai thì đâu có sao. Nếu như mà mày chịu giúp tao thì phải tiêu tan vong hồn, thì vậy thì khổ lắm. Cái mà tao chịu ơn mày càng nặng thêm. Có gì mà phải nói ai mà ngừng ơi. Miễn cậu được bình yên thì tao thấy yên tâm rồi. Nói tóm lại à, kiếp trước mình vô phước rồi đúng không? Nè, người ta nói kiếp trước kiếp này là đã đặt để sẵn. Cậu cũng đã nói rồi mà, làm ma cũng phải là một con ma thoải mái. Không phải đâu, phải là một con ma vui vẻ, thoải mái, phong lưu quỷ. Wow, cậu thiệt là dê lắm đó nhờ. Tôi nói cậu là con ma dê sầm đúng hơn. Nhất gia, cô bảo này thật là hết sảy. Thật ra gái kiểu này à, phải kiếm vài đứa về đây mới được. Chỉ cần là ông chịu, tôi sẽ nghe lời của ông dứt khoát đi kiếm vài đứa về đây. À, Bảo à, bữa nào anh tới kiếm em nữa. Dạ được. Ông chủ về nha. À, cái đầu nhức quá. Tối hôm qua đâu có uống bao nhiêu. Sự thật tối hôm qua thì mày đã làm cái gì với ổng đây? Chị đâu cần biết tôi làm cái gì. Tóm lại ổng thích thì được rồi. Hờ, thì không ngờ tối ngày thấy mày nói không chịu thì ra mày cao tay ấn quá. Chị đừng nói vậy nha. Tóm lại tôi khác với chị. Cũng là vậy thôi. Kim à, đưa áo cho nó mặc. Tại sao đưa đồ tăng cho tôi mặc? Cái này là luật lệ, hễ người nào bị bao thân rồi thì tất nhiên đã có chồng, sau đó thì phải mặc đồ tang chế coi như chồng đã chết. Còn nếu như không á thì đâu có khác gì đã cấm sừng cho chồng mình. Nói đúng rồi đó, thay vô đi, chỉ mặc một ngày một đêm là được. Nè, mày làm cái gì vậy hả? Có nghe tao nói cái gì không? Nghe chứ. Nghe.
Hey, thứ khùng cũng chụp được con nai tờ. Nếu để tôi hả, chụp cái chụp con. Sao mày nói nhiều vậy? Đi rót nước cho tao uống đi, lẹ lên. À, nè, nè, hả? Mày làm cái gì vậy? Bọn mày giấu cái gì không cho tao biết à, hả? Đâu có. Tại sao lại buồn nôn nữa vậy kìa? Thôi tao không nói nữa, mặc thay áo vô đi nha. Ờ, được rồi. Như vậy xuống nghỉ nha. Chị ơi, coi chừng mình làm họ sợ đó. Gì chứ, nội nói người có duyên sẽ gặp được chị. Ai là nội vậy? Bạn bè chứ của chị. À đúng rồi, ông dê sồm đó tối qua sao hả? Tối hôm qua ông bị em cán uống sai tới không biết trời trăng gì hết. Sáng nay ông về còn khen em tốt nữa. Em không có gì là đủ rồi, chị lo cho em quá. Tuy vậy nhưng mà qua được tối hôm qua cũng không qua được đêm nay. Ngày nào cũng còn ở đây thì ngày đó em cũng còn lo sợ. Ấy, vậy thì em yên tâm đi, ngày nào chị cũng bên cạnh với em. Đâu có thể nào thường như vậy hoài. Hay giờ cái bà nhất già khốn kiếp của em đó cũng chỉ vì tham tiền thôi. Thì đại khái em cứ chơi gì cho cổ thấy, nói cho cổ biết chỉ bán cái gì chứ không bán gì đó. Bán nghề không bán thân phải không? Đúng rồi. Nhưng chị đâu có biết được nhiều chữ. Được rồi mà, có chị ở đây bảo đảm em vô sự. À, nè. À, sao lâu quá vậy? Chào ông chủ. Anh cố tình đem hai người bạn tới để coi em biểu diễn. Đúng rồi. Biểu diễn? Biểu diễn cái gì? À, thôi đừng nói nhiều nữa, bắt đầu biểu diễn đi, biểu diễn đi. Đợi một chút nữa sẽ biểu diễn ngay. À, đừng đợi nữa. Ê, lấy miếng giấy ra. Con ngay. Mau gì hả? À, không có mau đâu. Bắt đầu đi, bắt đầu đi. À, lát nữa em đứng ở đằng trước kia nha. Anh viết chữ ở đây, hả? Giấy đây ông chủ. Ờ. À, nè. Nè, qua bển đi, qua bển đi. Giấy đây nè, qua bển đi. Đi đi. Ờ. À, chị hai chữ gì đây ha? Chị ở đâu vậy hả? Chị hai, chị đang ở đây nè. Chị còn dắt luôn cậu bằng tới nữa. Chị làm em hết hồn à. Chị coi ổng kìa. Ồ, ông chủ Hứa. Tôi quen với hắn. Chị học qua vài năm tiếng Tây thôi thì đó giật lè đó hả? Nè, tôi nhờ cậu tới đây là không phải phê bình hắn, mà là cậu coi giùm chữ. Xong rồi. Nè Bảo à, đoán coi là chữ gì đây? Ờ, à, đang đoán. Đoán đi. Ừ. Chữ này quen quá mà. Tôi nhớ là tôi biết chữ này mà. Có giỡn không hả? Dễ quá mà cũng không biết. Hay dữ à. Mày biết không hả? Nhất gia, chữ này là chữ dương đó mà. Không biết nó có đoán được hay không. Nè nè nè, cô nói là chữ dương kìa. Hả? Ê, đoán được chưa? Sao lâu quá vậy? Chữ dương. Ồ, là chữ dương đó ông chủ. Ồ, tôi nói cổ hay lắm à. Đúng rồi. Hay quá, hay quá. Thiệt là hay quá. Ông Hứa à, biết điều chứ gì. Được, dám chờ dám chịu, tôi uống. Hay quá. Tôi cũng yêu một chữ cho cô đoán nha. Ế, không được. Một ngày em chỉ đoán một chữ thôi. Nếu như mấy anh muốn em đoán thì ngày mai tới sớm đi nha. Ngày mai tới sớm đó nha. Xin nhớ không chị nha. Chị cảm thấy lạ lắm. Chị ở chỗ này lâu nay chưa có bao giờ thấy người nào chịu bao thân mà lại chịu câu khách trở lại. Thì ra em lại biết ba cái thứ này. Chị đâu có hỏi. Tôi đâu có biết họ thích chơi cái trò này chứ. Bây giờ ngon rồi hả? Nghĩ ra ba cái thứ trò này để mà đi gặp mấy thằng chả. Bây giờ ý có đám dê sồm đó chịu em rồi phải không? Tối nay á, tất cả những người khách đều tới đây để coi đón chữ. Toàn bộ là nhờ tôi thôi. Như vậy tức là em muốn nói em đã nổi rồi hả? Không cần nghĩ tới chị phải không? Như vậy thì không dám. Chị mua được tôi về đây cũng chỉ muốn tôi kiếm tiền cho chị. Thì bây giờ tôi nói điều kiện với chị. Bây giờ dám nói điều kiện với chị nữa à? Hả, em đừng có cho là bữa nay làm được khá là muốn chuộc số nợ đó nha. Còn thiếu nhiều lắm. Nhất gia, chị không cần phải giận quá. Chị bỏ tiền mua tôi về đây, tôi cũng không muốn đoạt hết lệ của chị. Nè, khách bây giờ họ hàm mới mẻ thích coi tôi biểu diễn. Tôi cũng biểu diễn cho họ coi để câu họ tới. Tóm lại, tôi bán nghề chứ không bán thân. Chị nghĩ thế nào? Nè, làm như vậy, một mặt có thể làm chỗ này khá lại, mặt khác cũng kiếm được tiền cho chị chứ. Những người có ăn học, ăn nói cũng hơi khác một chút. Nhưng mà em cũng phải hứa với chị, đừng có thường hay muốn sống muốn chết rồi trốn nữa đó nhờ. Chị chịu chấp nhận tôi rồi, tôi cũng hứa với chị. Tóm lại chị kiếm đủ số tiền chị mua tôi về đây thì cho tôi đi. Chị mở cái chỗ này bao lâu nay chưa có thấy đứa nào dám mở miệng nói nhiều chuyện như vậy với chị đâu. Nếu như em giỏi và em khôn lanh hả, không những là có thể kiếm đủ số tiền chuộc thân
mà còn có thể hốt một mớ để nuôi thân nữa. Ba cái tiền này tôi không thèm đâu. Tóm lại dứt khoát vậy đi. Hết giờ Dĩ Hồng, sao còn chưa chịu đi? Cậu Trần thì biểu tôi xuống Hồng Đào, cậu Trương thì biểu tôi tới khách sạn, tôi không biết chịu ông nào đi. Bây giờ làm ăn hơi ế thì hai bên cũng phải chào hỏi hết. Bộ em tưởng còn như hồi xưa nữa sao? Ồ, đâu phải tôi không có khách, tại họ ế thôi. Cả chỗ này chỉ có tôi mới được người ta bao thôi à. Như vậy đi nha, có người đặt cọc. Nữa à, để coi. Nè 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 nè, thấy chưa? Ây da, cũng may là chưa đi ra, còn có thể chọn được. Sao đây là của Tiểu Bảo? Ai kêu tôi hả? Bảo à, mấy cậu cả muốn đặt cọc em phải đi chỗ nào đây hả? Ờ, sao cũng được, đi bên nào cũng vậy thôi. Vậy à, vậy thì chị quyết định giùm cho em nha. Tốt hơn hết, em chỗ nào cũng phải chào hỏi họ, em nghĩ sao? Được, nhưng mà tốt hơn hết biểu họ tới đây. Mất công tôi phải đi tới đó lồi thồi lắm. Người không biết luật lệ là mày. Không có cách thì đừng bày đặt câu khách. Mày không có ra cái thứ gì hết. Mấy thằng cha đó không biết phải là đuôi hay không nữa. Tướng tá như vậy mà cũng có người theo. Người đâu, mang cái xe giùm tôi đi. Nè Bảo à, em ngồi chơi nha. Để chị kêu xe giùm em. Nè, bộ chết hết trơn rồi hả? Ra đây. Cô à, có phải kêu xe hay không? Chị điếc rồi à, kêu xe đi. Ây da, cô à, cái miệng của cô. Ý là cái gì vậy? Cái gì vậy? Sao bị méo rồi kìa? Rồi méo vô, bị méo rồi kìa. Cái tiền cực kỳ. Nếu mà nghe lời của tao thì đâu có chuyện. Thật là đáng kiếp mà. Cái miệng của cô chừng nào bình thường lại? Em nghĩ coi. Hồi tôi còn nhỏ thì má tôi á vô nhà hồi đường. Ba thương tôi lắm á. Tất cả cũng thương tôi. Nhưng mà thủy chung mà tôi cũng phải mang hồi đường. Có nhiều cái không phải là tôi không muốn làm, tại tôi làm không được. Anh đừng có nói vậy. Thật ra ở trong thời gian này, nếu anh không có ở đây, tôi với má tôi không biết làm sao nữa. Ê, ê gì luôn? Đúng lúc quá vậy. Anh gánh mấy thứ này làm gì? Tôi đắp đường xá cho lối xóm, sẵn giữ công đất dùm trên bằng luôn. Anh nói là anh làm ban đêm mà. Đúng rồi. Như vậy anh có ráng nổi không? Không thành vấn đề. Thôi tôi không có nói nữa, tôi phải đi làm gấp, chào nha. Ờ. Thằng Bằng á, nó có bạn như vậy thì là có phước quá. Có người bị sỉ, qua đi giùm đi. Nhi Lưu, anh tỉnh rồi hả? Tại sao tôi lại nằm ở trong nhà? Hồi nãy anh ngất xỉu ngoài đường, chúng tôi đưa về nhà. Cảm ơn anh Long. Anh cũng vậy nữa. Làm công đức thì làm công đức, cũng phải lo giữ gìn sức khỏe chứ. Bác sĩ nói anh lao lực quá, anh nên nghỉ ngơi nhiều đi. Thôi khỏi, không cần nghỉ đâu. Hả? Bây giờ mấy giờ rồi? Sắp sửa 8 giờ rồi. Ây da, về trước rồi. Anh đi đâu? Tôi phải về sở cảnh sát. Bề nào anh cũng không thôi nghỉ thêm một bữa nữa đi. Không có được đâu, tôi đi đắp đường nghỉ hết 2 đêm rồi. Bữa nay không đi làm nữa, cục trưởng sẽ chửi tôi đó. Thôi tôi đi nha, gặp sau. Nhi Lưu à? Nè, cục trưởng chưa về hả? Hả? Thật may quá. Có phải tao chưa vô thì mày vô trễ phải không? Cục trưởng. Tôi không phải có ý gì đâu. Bây giờ mấy giờ rồi? Chẳng thà mày đừng có tới nữa. Tôi biết tôi có lỗi, mai mốt tôi không dám nữa. Lần nào mày cũng nói như vậy. Nhi Lưu, lúc này ngày nào mày cũng tới trễ về sớm, tới sợ mày ngủ gục. Thực tế mày làm gì hả? Cục trưởng à, tôi mới giữ công đức giùm cho bạn của tôi. Thằng Bằng đó à? Mày làm ơn đi, mày giúp cho hắn chẳng thà giúp cho tao. Lúc này bị thằng Thông Thiên đại tặc làm tao nhức đầu quá. Còn nữa, có tin là tối nay hắn sẽ ăn cướp nhà hàng đại gia. Mày ráng lấy tinh thần bắt hắn về đây cho tao. Dạ. Nó còn chưa tới nước Mỹ đi. Thông Thiên này là con chút xuất quỷ nhập thần, làm gì mà có thể bắt được nó chứ, thiệt là. Mình là cảnh sát hoàng gia, bắt ăn cướp là nhiệm vụ của mình, trừ bạo an dân cũng là trách nhiệm của mình. Cho nên mình được ăn lời của chính phủ thì phải làm công cho xã hội. Đúng rồi, anh đừng có nói về đời tôi nữa.
đứng yên, bán được, đứng yên. Đứng theo. Nè, rượu nó, nhanh lên, đi, nhanh lên, nhanh, nhanh lên. Nè, đứng lại nha, đứng, đứng lại nghe không. Nè, đứng lại. Đứng theo, đứng theo, đứng theo, đứng theo, đứng theo, nhanh lên. Đứng theo, đứng theo. Nè, đứng lại nha. Đứng yên, để coi súng của tao nhanh hay là dao của mày nhanh. Thả dao xuống lại lên. Thả xuống. Tôi xin ông tha cho tôi. Mày ăn cướp mà còn tha cho mày sao? Tôi ăn cướp cũng chỉ vì nhà tôi nghèo quá. Nhiều người cũng nghèo, tao cũng nghèo, tao đâu có đi ăn cướp. Từ nhỏ tôi đã mất cha mất mẹ, tôi chỉ nhờ bà nội tôi nuôi tôi lớn lên. Nếu bắt tôi đi ở tù thì nội của tôi chắc là phải chết đó. Tôi van xin ông tha cho tôi. Tha cho tôi đi. Thôi được, mày đi đi. Cảm ơn. Mày đừng có cảm ơn tao. Muốn cảm ơn thì cảm ơn Đường Tiểu Bằng, do hắn thả mày đi đó. Cảm ơn, cảm ơn. Đừng chạy, đừng cho nó chạy. Nguy hiểm. Dì Lưu, dì Lưu, dì Lưu, dì Lưu à, dì Lưu, dì Lưu à, mới sao vậy? Một phát này không phải là do tôi đỡ giùm ông, mà là Đường Tử Bằng đỡ cho ông. Dì Lưu à, dì Lưu, nè, dì Lưu, mau đỡ cho dì Lưu đi, nhanh lên, dì Lưu đi, lên, nhanh, nhanh đi, phụ tay, dì nè, dì Lưu, cẩn thận nha, nhanh lên. Bác sĩ, nè, nè, bác sĩ, xong vậy hả, gì luôn, bác sĩ ra nhanh lên, nè, bơi qua, bác sĩ à, hãy mau cứu anh đi, nhanh lên đi mà, nè, đưa trọng đi nhanh lên, đi đi, nè, nhanh lên, nhanh lên, gì luôn, gì luôn à, tỉnh nha, gì luôn. Dì Lưu, nè, làm gì lộn xộn vậy? Đừng có lôi ra chứ. Nè, đâu hả? Ở đâu hả? Đưa đây, đưa đây. Hả? Ra nào đi. Ở trong này có vậy không vậy? Chuyện gì vậy chứ? Dì Lưu bị thương, bây giờ đang ở nhà thương. Xung quanh đều là cảnh sát, sát khí nặng lắm. Bây giờ tôi vô không có được, tính sao đây? Trong cẩm nang đâu có vậy. Trời, nhưng mà tôi muốn gặp dì Lưu mà tính sao đây chứ hả? Không thể gì đi, để tôi cùng đi với cậu. Lại đi, lại đi. Chính là vậy đó. Cả đám người đứng ở đó, mình làm sao đưa vô được? Sát khí nặng quá nên bị bung trở ra, chứ vừa vô trống được cũng không ở lâu được. Vậy tính sao đây? Ông đừng có bỏ tôi đi. Tôi có cách rồi. Ám khí nặng lắm, mình có thể núp ở dưới đó thì đỡ được sát khí. Ông ơi, Nhị Lưu ở trong phòng này nè. Vậy còn không chịu vô? Nhị Lưu, Nhị Lưu à, Nhị Lưu, anh nói sao vậy? Nhị Lưu đừng làm tôi sợ nha. Anh đừng có chuyện gì nha. Tôi đã nói với anh rồi mà, anh muốn giữ công đức của tôi thì đi phát tiền. Phát tiền phát gạo thì không sao, anh đâu cần lấy mạng đỡ tôi chứ hả? Anh đừng có cứng đầu quá mà, hãy nghe tôi nói đi được không hả? Nếu như anh có chuyện thì tôi phải tính làm sao đây? Tôi rất là ái náy lắm mà.
Nhị Lưu à. Nhị Lưu, anh đừng có làm sợ nha. Bác sĩ, bác sĩ à, bác sĩ, Nhị Lưu đang gặp nguy hiểm nè. Nhị Lưu, anh chờ tôi, để tôi đi kiếm bác sĩ. Bác sĩ à, bệnh nhân ở trong có nguy hiểm lắm kìa, vô cứu anh đi. Anh thế nào rồi? Anh thiệt là mệt lắm, có cái gì cứu anh hay không vậy? Vô đi. Lập tức chế cho ổng mũi thuốc khỏe đi. Kiếm thêm vài cô y tá canh chừng cho ổng nha. Nhị Lưu, cậu à, cậu yên tâm đi, bác sĩ nói anh không có gì đâu. Nhị Lưu, anh là bạn thân của tôi mà. Bây giờ anh có chuyện mà tôi cũng không có khả năng kêu được bác sĩ. Vậy thì cậu làm ma cho thật tốt, mai mốt muốn giúp chảnh thế nào cũng được. Nè, một ngày đi mấy khách sạn, bởi em không mệt sao? Em làm bộ vậy thôi, đâu có mệt. Em biết thì được rồi. Nè, chị cực khổ quá, em định đáp thế nào đây? Được rồi, tóm lại nhất gia cho tiền em thì em lập tức đi mua giấy tiền đốt cho chị chưa? Nè, em nói đó nha. Ừ. Nè, có gì vậy? Cuốn sách này là hồi nãy do ông Trương nó tặng cho em. Ông mới vừa học ở bên Kim Sơn về đây. Nếu em cũng được đi học bên Kim Sơn thì hay biết mấy. Tối ngày cũng tại chị của em không tốt. Nếu chị mà có khả năng thì em đã đi học ở bển rồi, đâu cần phải ở chỗ quỷ này. Chị đừng có nói như vậy. Đâu có phải tại chị, tối ngày cũng tại ông cậu họ đó. Thực ra bây giờ em cũng không nghĩ tới học hành nữa. Đừng nói chi là đi học, nếu để người ta biết em ở kỹ viện ra, muốn đi kiếm việc làm cũng khó. Đừng như vậy mà, chị sẽ giúp em chuộc thân nhanh chóng. Tới lúc đó thì em sẽ rời khỏi chỗ này, đúng không? Thôi chị không nói với em nữa, chị phải trở về coi chừng cậu Thập Nhất. Nếu không hả, thì hắn lại làm dữ với chị. Chị đừng có nói hắn như vậy. Thật ra con người của hắn trừ cái dáng công tử ra thì cũng tốt bụng lắm chứ. Vậy mà em còn nói hắn tốt hả? Hắn thiệt tốt lắm. Thí dụ như kìa rồi hắn cứu em đó. Còn nữa nha, hắn đối với Nhị Lưu dù sát khí nặng nề cách mấy cũng phải vô thăm. Con người cũng tốt lắm chứ, có chí khí nữa. Nói thì nói nha, hắn đối với bạn bè cũng có chí khí lắm. Em thấy chị với hắn hợp rời lắm. Cả hai đều miệng cứng lòng mềm. Bây giờ em khen chị hay là chê chị đây? Lấy người như vậy để sờ với chị. Chị đừng có mở miệng ra thì coi hắn như kẻ thù chứ. Chị ở dưới không có ai hết, thì coi như hắn là bạn của chị đi. Hơn nữa hai người cũng ở chung lâu rồi. Hey, mất công nói chuyện quỷ với em quá. Chị sắp sửa bị dương khí của em làm chị xỉu nè. Chị đi nha. Mày còn không nhận hả? Nguyên cả cái trại này đâu có ai mà đi bộ ầm ầm tới làm cho tao ngủ không được vậy chứ. Không phải tại tôi đâu, tối hôm qua tôi đi ngủ sớm lắm mà. Dĩ Hồng à, sao tận sáng ồn ào quá vậy? Nhất Gia, cái con quỷ này nè, tối hôm qua đi qua đi lại suốt đêm hoài à, tôi làm sao ngủ được chứ. Đừng có nói là chị, tôi cũng vậy đây nè. Nhưng mà không phải đâu, tối hôm qua tôi có nghe tiếng đó là con nít mà. À, đúng rồi, hôm qua tôi cũng nghe nữa, nhưng mà tiếng đó là tiếng con nít. Ai, đúng rồi, tôi cũng nghe được là tiếng của con nít đó. Vậy là mấy người muốn nói tôi nói hoàng cho nó chứ gì? Có khi nào em nghe lộn hay không? Nhiều khi con nít chơi ở ngoài đường thì cũng ồn ào vậy thôi. Nhất Gia, chỗ này là kỹ viện, chỉ có con gái thôi, làm gì có con nít. Bây giờ không ồn ào cũng đã ồn ào rồi. Em muốn gì chứ? Sao em không nói là em đi đánh bài tới sáng mới về đây ngủ? Thôi đi ngủ đi. Đi ngủ đi. Kim à, hả? Pha ly trà xong cho chị, để chị rửa mặt xong đi công chuyện. Nhất Gia.
Sao thấy cái tướng của chị hình như không có được khỏe vậy ha? Chính là chị thấy chóng mặt, chị phải đi khám bác sĩ. Ồ. Bác sĩ à, tôi không bị gì chứ? Ừ, cô không có gì, rất bình thường. Không phải đâu, lúc này tôi thấy chóng mặt hoài hà, trong tim lại nhói nhói nữa, và cũng không muốn ăn, mà còn thường hay nôn mửa đó nha. Vậy cô cảm thấy cô bệnh gì? Có khi nào tôi có thai không? Nhưng mà không đâu, tôi đâu có. Đâu có, đâu có. Tôi dám khẳng định cô không có mang. Nhưng mà có một tình trạng này giống hệt như cô. Hả? Cái gì vậy? Có đến nỗi chết không? Vậy cô nghĩ cô ăn ngưng kinh có chết người không? Chà. Nói cái gì ngưng kinh? Bác sĩ gì mà dỗn quá à? À phải rồi, kỳ rồi tôi tới đây uống không có được quăng đó. Kỳ này nhớ phải uống quăng cho tôi. Nhất gia yên tâm đi, tôi sẽ uống cho thiệt quăng mà. Ừ. Thật nhắc qua, đừng ngon phá nha. Chuyện gì vậy? Hả? Sao mà xui quá vậy? Không lẽ năm nay phạm thái tuế? Nè, xe kéo à? À, cô à. Cô cái xe hả? Xe ông đã có khách mà. Có dẫn không đó, xe tôi trống rỗng mà. Vậy cái tên này là ai đây? Ông điên à? Đâu có ai đâu. Kéo cả ngày trời đâu có khách đâu. Bộ có ma hay sao? Bông với cầu, bông với cầu. Không nhìn thấy gì hết. Chữ này hả? Bảo đảm không đoán được đâu. Chữ gì? Ê, mau đoán đi, đoán đi. Không phải là chữ đâu, là một con cá. Nói đi, nói đi. Ồ, không phải là chữ, mà là con cá. Wow, sao hay quá vậy? Bộ cặp mắt của chị mọc ở đằng sau à? Hay quá, hay quá. Mất thì giờ, mau sửa soạn đi. Nhất gia, dạ. Nhất gia, dạ. Dạ. Sao lại bơ phờ quá vậy? Nhất gia, dạ. Sao chị bơ phờ? Nhất gia, chị bị cái gì vậy? Tôi không có gì. Kim à, pha ly trà xăm đem lên cho chị. Ồ. Tại sao mày lại tới đây? Mày, Nhất gia. Dạ. Dạ.